tại hội trường này. Rất muộn rồi nên xin phép được báo cáo nhanh một cái nghiên cứu đấy ở tại chính trung tâm của chúng tôi, nên là xin phép được bỏ qua cái vấn đề về đặt vấn đề. Chúng ta cũng đi trực tiếp vào và chỉ có muốn nói rằng là cái tổn thương, vâng, trước hết là đi vào cái tổn thương của Whitmore, nhưng chúng ta thấy là chỉ cả trên thế giới cũng như Việt Nam là chiếm quá một nửa, nhiều nghiên cứu nói đến 70% đó là các cái tổn thương phổi trong Whitmore. Thế nhưng mà Whitmore nó không phải tổn thương phổi đơn thuần. Nếu như mà Whitmore chỉ gây tổn thương phổi như cúm, như COVID chẳng hạn, đáng nghiệm như thế thì rõ ràng rất dễ chẩn đoán rằng này nó là một cái bệnh cảnh toàn thân, và trong đó là nó chân cái đầu chúng ta thấy tổn thương phổi. Ở đây thấy là nó đến 55%, hay là các cái bệnh phổi mãn tính có 11% là bệnh nhân cũng có, hoặc là cái triệu chứng lâm sàng tổn thương phổi tới 61%. Thì cái câu hỏi nghiên cứu của chúng tôi đây đặt ra là gì? Viêm phổi tỷ lệ chiếm như thế nào trên các bệnh nhân Whitmore cũng như là đặc điểm lâm sàng, các lâm sàng, kết quả điều trị như thế nào? Thì chúng tôi đã làm nghiên cứu hồi cứu tất cả các cái bệnh nhân có cái cấy ra chẩn đoán là Whitmore và điều trị tại bệnh viện Bạch Mai từ 2012 đến 2019 ở trong vòng 8 năm, thì nó mô tả đặc điểm lâm sàng, các lâm sàng. Thế và theo dõi từ bệnh nhân từ lúc nhập viện cho đến lúc ra viện, và tiêu chuẩn là bệnh nhân trên 18 tuổi và có chẩn đoán mắc Whitmore khi mà có ít nhất là cấy máu, cấy mủ hoặc cấy đờm dương tính với Mucoderia stromaria và nhập viện điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, và có tổn thương phổi trên hình ảnh X quang hoặc CT. Phương pháp chọn cơ mẫu thuận tiện, và chúng tôi đã thu thập 102 bệnh nhân được đi vào nghiên cứu trong 8 năm. Thì chúng ta thấy là từ 12 đến 18, và đã có được cái số lượng bệnh nhân cũng khá là phong phú, và chúng ta biết là một cái bệnh mà trong thời gian gần đây là cũng đã gặp nhiều hơn. Nhưng trước đây là có từ 2012 đến 2015 thì chúng ta thấy là có 61 bệnh nhân đã được đăng trên một cái tạp chí là bệnh truyền nhiễm, và sau đó thì gần đây các cái công bố về Whitmore cũng ngày càng nhiều, đặc biệt là trong tháng 10 năm 2019, cách đây vừa tròn một năm đã hội nghị toàn cầu về bệnh Whitmore đã tổ chức tại Hà Nội, và Việt Nam cũng là một trong những cái quốc gia mà có tỷ lệ Whitmore rất là cao. Thế thì xin được đi nhanh về cái kết quả nghiên cứu. Ở đây thì chúng ta thấy là về đặc điểm nhân khẩu học thì chúng ta thấy là nam giới là chiếm tới 80%. Đấy, cũng không hiểu tại sao nam giới này bị Whitmore nhiều, thì chúng tôi cho rằng là có thể liên quan đến vấn đề bệnh nhân các bệnh mãn tính, những người nông dân, những người làm ruộng, những người công nhân làm việc trực tiếp tiếp xúc với bùn đất là có thể là nam giới, hoặc là cái tỷ lệ bị bệnh mãn tính ở nam giới nhiều hơn. Thế thì chúng tôi thấy là đến 80%, và lứa tuổi thì chủ yếu là 41 cho đến 60 tuổi chiếm tới 60%. Về cái đặc điểm địa dư thì trong 106 bệnh nhân thì chúng ta thấy là các cái bệnh nhân đến từ vùng phía Bắc, ở từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là khu vực Bắc Trung Bộ sẽ gặp là chủ yếu. Hà Nội có 14 bệnh nhân, thì ở đây là có khả năng là bệnh nhân các tỉnh khác cũng có, nhưng mà Hà Nội thì đến bệnh viện Bạch Mai gần thì đến thôi. Thế còn các tỉnh cũng mà không thấy hiện trên bản đồ này có thể không chẩn đoán ra. Thế mà chúng tôi thấy là các tỉnh ở đây liệt kê là được 23 tỉnh khắp nơi, và sáng nay thì chúng tôi có thấy là tiến sĩ Hồng của bệnh viện Chợ Giấy cũng có hàng năm cũng có hàng trăm bệnh nhân từ điều trị tại bệnh viện Chợ Giấy được chẩn đoán Whitmore. Như thế để thấy rằng là các con số đến từ các thành tỉnh thành là đều rất thường gặp. Chúng ta biết Whitmore là một cái bệnh không phải bệnh mới, bệnh lạ, mà nó là cái bệnh mà bị lãng quên, hay còn gọi là bệnh mới nổi, và đã xuất hiện ở Việt Nam từ những cái năm 1940-45 và sau chiến tranh thế giới hai, cũng như là những cái năm mà chiến tranh chống Mỹ. Chúng ta thấy là có hơn 300 bệnh nhân trong chiến tranh chống Mỹ là lính Mỹ để tham gia tham chiến ở Việt Nam đã bị mắc bệnh. Thế thì tại sao mà bệnh Whitmore thì gần đây lại coi như quay trở lại? Chúng ta thấy là cái tỷ lệ bệnh nhân được xuất hiện trở lại ngày càng nhiều. Ví dụ trung bình ở đây là cái con số là khoảng 20 bệnh nhân một 20 bệnh nhân. Như riêng chúng tôi từ đầu năm đến giờ là chúng tôi đã gặp hơn 30 trường hợp. Thế và các cái năm trước chỉ có một vài bệnh nhân thôi. Thế và theo tháng ấy, thì rõ ràng là cái mùa mưa, chúng ta tại sao gần đây là chúng ta biết là Bộ Y tế cũng ra những cái hướng dẫn và đề nghị phải tập huấn các nơi và hướng dẫn quốc gia về Whitmore, và để cho các bác sĩ tập huấn tất cả các bác sĩ, chứ không phải chỉ có truyền nhiễm phải nắm được Whitmore, mà vì nó có biểu hiện rất đa dạng, chuyên ngành nào cũng có. Chúng ta thấy là từ tháng 7 cho đến tháng 9 là cái mùa mưa bão, đặc biệt là vừa qua thì các tỉnh miền Trung bị ngập lụt nặng, và đã các tỉnh này thường xuyên phát hiện những cái bệnh Whitmore.
Thế thì yếu tố nghề nghiệp phơi nhiễm thì có tiếp xúc với đất hoặc làm việc ngoài đồng ruộng, vì cái bệnh này là do vi khuẩn là nó sống ở đất và nước và do tiếp xúc ngoài da, hoặc là hít bụi có chứa khuẩn vi khuẩn, và người nông dân thì chiếm tới 54%. Đấy. Ở đây nữa là các cái tiền sử bệnh thì 60% bệnh nhân có tiểu đường. Tôi cũng nhấn mạnh là các bệnh nhân tiểu đường là có bệnh mãn tính, thì trong số các bệnh mãn tính ở đây thì có bệnh tiểu đường là bệnh nguy hiểm nhất, là có ái tính, vi khuẩn ái tính với các bệnh tiểu đường và gây nên và các cái triệu chứng là rất thường gặp. Về các cái triệu chứng lâm sàng thì tùy theo cái cơ quan mắc bệnh mà có những cái triệu chứng lâm sàng khác nhau. Chúng ta thấy là đặc trưng là sốt kéo dài, ho và có những cái áp xe ngoài phổi ra, biểu hiện ngoài phổi thì có biểu hiện áp xe rất nhiều nơi, áp xe cơ xương khớp vào màng não, vào áp xe nội tạng như gan lách, thận. Đấy, và kết quả chúng ta thấy là vị trí ổ áp xe, kết quả nuôi cấy thì chúng ta thấy là áp xe gan thì khi mà nuôi cấy là gặp được 7,8%, áp xe lách 14,7%, cấy máu ra kết quả là 84%, cấy mủ 27% và cấy đờm là 8,8%. Chúng ta thấy là 60% là có biểu hiện là 60% là có biểu hiện hô hấp, nhưng mà cấy đờm ra chỉ có 8,8% thôi. Nhiều bệnh nhân là chúng tôi chẩn đoán huyết mò có tổn thương phổi là chỉ có cấy máu ra nhưng mà có tổn thương phổi. Thế thì ở đây đặc điểm tổn thương phổi đây thì 68% là có tổn thương phổi, thì các cái bệnh nhân ở đây thì thấy là tổn thương kẽ, đám mờ, nốt mờ là chủ yếu, thì đặc biệt là các cái đám mờ và có tổn thương hang, giống lam. Tất cả chúng ta đều thấy rằng là các cái tổn thương rất là đa dạng và số lượng thùy phổi thì từ 1 thùy cho đến 2 thùy hoặc lan tỏa hoặc tổn thương kính mờ, có kể cả tràn dịch màng phổi, cho nên các cái bệnh nhân này thì rất dễ nhầm với cả bệnh cảnh của lam, cho nên là rất nhiều bệnh nhân chẩn đoán nhầm là lam. Chúng tôi đã sáng nay cũng có nói là ở Campuchia là hơn 70% các bệnh nhân huyết mò là chẩn đoán nhầm là lam. Về các cái xét nghiệm về sinh hóa huyết học thì không có gì đặc trưng, chúng tôi xin phép được bỏ qua. Thế và kháng sinh điều trị thì chúng tôi lưu ý là tất cả các bệnh nhân kháng sinh sau khi nhập viện để điều trị đúng thì 73%, tức là một số những cái trường hợp mà chẩn đoán tức là cũng nghĩ đến huyết mò hoặc là dùng một cái kháng sinh bao vây của nhóm các ba bên đen thì mà có trúng được huyết mò thì trúng bao vây vào đó. Thế cho nên là lúc cấy ra thì là đã dù sao mình cũng dùng các ba bên đen rồi. Thế nhưng các bác sĩ chẩn đoán lâm sàng là một cái nhiễm trùng huyết và ngay từ đầu dùng ceftazidime thì nhiều người không dám dùng bởi vì sợ rằng là ceftazidime nó không đủ mạnh và dùng các ba bên đen. Thế còn nếu như các kháng sinh mà được chẩn đoán đúng thì dùng ceftazidime là kháng sinh đầu tay thì phải đợi sau khi chuẩn đoán thì mức độ chỉ được đến đúng đến 90% thôi. Thế ở đây là chúng ta nhớ là các cái kháng sinh thì vẫn còn nhạy cảm với huyết mò, ceftazidime vẫn là một cái kháng sinh nhạy cảm. Ở đây kháng sinh đồ là tỷ lệ nhạy tới 96%, imipenem cũng 96% và cotrimoxazole thì có thấp hơn là 76%. Đấy, còn thì doxycycline cũng rất nhạy 98%. Thế cho nên là các cái kháng sinh thông thường khác chúng ta vẫn thấy là cotrimoxazole, doxycycline thì đều là những kháng sinh mà có thể được sử dụng trong những cái giai đoạn duy trì. Về biến chứng nặng, thời gian nằm viện và cắt sốt thì trung bình thời gian nằm viện là 16 ngày và thời gian cắt sốt trung bình là 8 ngày. Cũng lưu ý một số các bác sĩ khi chúng ta điều trị và rất sốt ruột, dùng vài ngày thấy không đỡ là bắt đầu đổi kháng sinh hoặc là chẩn đoán sang bệnh khác. Giờ rất hay gặp là chẩn đoán nhầm với lao, thứ hai là chẩn đoán nhầm với vi khuẩn tụ cầu nếu mà có nhiều áp xe. Đấy, và đây chúng ta thấy là tỷ lệ cũng 17% đi vào sốc và thở máy thì tới 21% và tỷ lệ tử vong thì cũng ở đây chúng tôi thấy là chúng tôi tính theo phân tích sống còn thì chúng tôi thấy là tỷ lệ tử vong là nếu không viêm phổi tỷ lệ tử vong 12%, còn viêm phổi thì tỷ lệ tử vong 33% và sự khác biệt của ý nghĩa thống kê. Thế và tỷ suất tử vong chúng ta cũng thấy là giữa hai nhóm là có sự khác biệt và thấy như vậy là để thấy rằng nếu như mà huyết mò mà có tổn thương phổi thì cái tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn. Các yếu tố tiên lượng tử vong ở đây như là rối loạn ý thức khi vào viện, tiểu cầu giảm và proganstrin tăng trên 10, viêm phổi và sốc nhiễm khuẩn thì đấy là những cái yếu tố nguy cơ. Sau khi phân tích đa biến thì chúng tôi sẽ thấy là có các cái yếu tố nguy cơ. Về bàn luận thì tỷ lệ viêm phổi và chẩn đoán với chẩn đoán lâm sàng thì 68% bệnh nhân huyết mò có tỷ lệ viêm phổi, thì so với các cái tác giả khác thì chúng ta cũng thấy là khá cao. So với các tác giả như là Úc thì có 61%. Đấy, và triệu chứng lâm sàng thì chủ yếu là áp xe phần mềm và đau khớp kèm theo 22%. Dịch tễ học là bệnh nhân đến từ các cái khu vực của Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Yếu tố nguy cơ là đái tháo đường chiếm 60%,
và chính vì vậy chẩn đoán bệnh Whitmore rất dễ bị nhầm lẫn, cần kết hợp với các yếu tố dịch tễ, viêm lâm sàng để chẩn đoán. Các vị trí áp xe thì có áp xe gan, áp xe lách và có kèm theo, và tỷ lệ cấy máu dương tính cao nhất là 84%, cấy mủ thì 27%, cấy đờm là 8%. Và chính vì vậy mà cần có chỉ định cấy máu thường xuyên. Chúng tôi có những bệnh nhân phải cấy đi cấy lại lần thứ ba, lần thứ tư, và có bệnh nhân phải sau 7 ngày vi khuẩn mới mọc. Có trường hợp thì cấy máu không mọc, cấy dịch khớp thì lại mọc, cho nên là cũng phải rất kiên trì. Về tổn thương đám mờ trên phổi phổ biến nhất 53%, tổn thương đa thùy 62%. Và điều trị kháng sinh thì tỷ lệ điều trị phác đồ đúng sau nhập viện chỉ có 70% thôi. Và các cái kháng sinh được sử dụng chủ yếu là ceftazidime và nhóm các carbapenem. Thì vẫn lưu ý là đối với Whitmore thì vẫn còn nhạy với ceftazidime, imipenem và doxycycline đến trên 96%. Do vậy, có bài học có thể rút ra là đối với Whitmore mà khi mà chúng ta vẫn nghi ngờ triệu chứng lâm sàng thì vẫn nên điều trị kết hợp, điều trị thử bằng bằng các kháng sinh nhóm ví dụ ceftazidime hoặc nhóm carbapenem. Vấn đề phác đồ tối ưu. Tỷ lệ tử vong của chúng tôi là 26%, như cũng đã bài tổng quan đã nói là tỷ lệ tử vong trên thế giới khoảng 50%. Đây là một cái tỷ lệ tử vong rất là cao so với một cái bệnh cảnh nhiễm trùng huyết, và thời gian điều trị thì kéo dài. Đấy, và trong khi phân tích hồi quy thì chúng tôi thấy là cái tỷ nguy cơ là nếu như mà có viêm phổi thì tỷ lệ tử vong cao hơn, và cái nguy cơ cao gấp 3 lần so với không có viêm phổi. Và các yếu tố khác liên quan đến tử vong như sốc nhiễm trùng và tăng progranulin. Và xin được kết luận thì tỷ lệ viêm phổi cao cũng như là yếu tố dịch tễ là phía Bắc Trung Bộ và đã kèm theo tiểu đường, đặc điểm lâm sàng kèm theo ngoài viêm phổi có áp xe phần mềm, đau khớp, áp xe gan, áp xe lách. Đặc điểm phổi thì tổn thương đám mờ phổ biến nhất là 53%, tổn thương đa thùy 62% và tỷ lệ tử vong 26.5%. Các yếu tố tiên lượng thì là có biểu viêm phổi tăng progranulin, rối loạn ý thức và có biểu hiện sốc nhiễm khuẩn thì là yếu tố tăng tiên lượng tử vong. Và xin được dừng cái bài trình bày của tôi đây. Xin được cảm ơn tất cả quý vị đã chú ý lắng nghe.